Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thư ngõ gửi hai vị tiến sĩ ủng hộ xe VinFast. Bài viết dưới đây của tác giả Sonny Tran được đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 12 tháng 8 phản bác về những nhận định của hai tiến sĩ Huỳnh Thế Du và Trần Đình Thiên về xe VinFast. Hình ảnh bài trên trang cá nhân của Sonny Tran Đầu tiên mình biết vị tiến sĩ Fulbright, Huỳnh Thế Du, có vẻ hô hào chung chung Điều đó không hẳn xấu, nhưng ngài nói trật rồi. Đầu tiên, xe VinFast hiện nay là do tàu phát triển. Nhập đồ tàu về ráp CKD thì có gì là phát triển cho ngành xe hơi Việt Nam mà sợ thất bại. Hiện nay có vẻ VinFast đang gây hại hơn vì các khoản lỗ khổng lồ lên tới 3-4 tỷ USD. Chưa thấy biên lợi nhuận thu tiền về thì VinGroup toàn lấn biển lấy đất, lấy rừng để bán bất động sản trả nợ trái phiếu 10.000 tỷ chứ lợi gì. Nếu ai đọc được báo cáo của các tổ chức tính chỉ như Fitch hay Moody đều cho thấy họ đã hạ bậc tín dụng Vingroup và cảnh báo nợ tăng cao. Ngoài ra, chúng ta chỉ nên ủng hộ các doanh nghiệp làm ăn trung thực, Thiên Long, BTS, Nam Dương hay An Phước, vân vân đều là những doanh nghiệp được dân Việt Nam ủng hộ. Nếu họ IPO bên Mỹ, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Thêm điều nữa là ngay tiến sĩ Fulbright lại sai Doanh nghiệp Việt Nam nên quen việc có những người chỉ ra sai phạm, vấn đề hay trò gian trá đi. Ở Mỹ nhiều lắm, nhất là các quỹ short bán khống, Aaron, Lemon Brothers. Và hàng trăm các vụ lớn nhỏ vẫn còn đó thấy thôi. Dân Mỹ yêu nước nhưng họ cũng hiểu rằng kinh tế chỉ vững mạnh khi doanh nghiệp trung thực và khỏe mạnh mà thôi. Điều đó giúp doanh nghiệp nhìn ra những lỗ hỏng hay bệnh của công ty mình mà khắc phục và có thể loại bỏ bớt các công ty làm ăn trí trá để người tiêu dùng việt nam biết mà mua đồ với giá trị tương xứng chứ không phải là nhập nhằng xuất xứ rồi bán giá đắt chưa kể chuyện dân tình đang phản ứng là vinfast truyền thông lừa bịp người tiêu dùng thuê trung quốc làm mà cứ hô hào vinfast làm chủ công nghệ thiết kế ý rồi tự hào sản xuất này kia chứ ai nói gì thành công hay vỗ tay cho thất bại của vinfast ở đây các bài học về Asanzo khải siêu khi lừa dối khách hàng vẫn còn nhan nhãn đó. Mà tại sao Asanzo khải siêu bị báo chí Việt Nam đập cho tơi tả, còn VinFast thì lại im re vậy? Chắc cái này phải nhờ các nhà báo chân chính ở đây trả lời giúp, chứ chân giả thì chả hy vọng gì họ cải chính và đứng lên bảo vệ người tiêu dùng. Con số tác động hàng chục hàng trăm tỷ USD của ông tiến sĩ Thiên chắc là do người trời tính báo mộng chứ tiến sĩ mà tính kiểu này thì chết kinh tế Việt Nam hình ảnh nhãn hiệu xe VinFast dám chắc cả ông Thiên và ông Du và có thể nhiều chuyên gia khác của Việt Nam chưa từng tính hoặc không biết làm sao để tính những tác động kinh tế của VinFast chứ ở đó mà phán tầm bậy lấy ví dụ so sánh dưới đây để thấy Trần Đình Thiên nói sản như thế nào Ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ, bao gồm sản xuất trong nước và nhập khẩu, đã bán ra 14,9 triệu xe hơi, tương đương 618 tỷ USD doanh thu trong năm 2021. Và các chuyên gia của Hiệp hội Công nghiệp xe hơi Mỹ đã tính toán nó tạo ra tác động kinh tế khoảng 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế bằng 4,9% GDP. Như vậy có nghĩa là đối với nền kinh tế Mỹ thì một USD doanh thu từ ngành xe hơi sẽ tạo ra tác động kinh tế 1,62 USD. Năm 2022, thị trường xe hơi Việt Nam bán ra 500.000 chiếc, tương đương 11,9 tỷ USD. Và cứ cho là tỷ lệ tác động kinh tế tương đương như Mỹ, mặc dù không thể được như Mỹ vì ngành xe hơi Việt Nam chủ yếu là lắp ráp, không làm chủ công nghệ và không có chuỗi cung ứng nội tại hoặc và chuỗi cung ứng nội tại có giá trị tăng thêm thấp thì tác động kinh tế của ngành xe hơi Việt Nam là tầm 19,3 tỷ USD. Trong đó VinFast chỉ bán ra 23.000 xe, tương đương 634 triệu USD trong năm 2022, chiếm 4,6% thị phần về số lượng. Thì tác động kinh tế của VinFast chỉ ở mức 1,02 tỷ USD, Chứ ông Thiên ở đó mà nói sản là hàng chục hàng trăm tỷ Nếu đặt lên bàn cân giữa con số 1 tỷ USD tác động lên nền kinh tế Và số tiền USD chảy ra nước ngoài Do VinFast chuyển tiền trả nhà cung cấp trong năm 2022 Thì có thể thấy bức tranh hiện tại nó không sáng sủa như hai ông thần này định hướng VinFast chuyển USD ra nước ngoài trả cho nhà cung cấp bao nhiêu trong năm 2022 thì chỉ có họ mới biết. Nhưng với kết quả kinh doanh cả năm 2022, VinFast lỗ 2,1 tỷ USD và tổng chi phí giá thành của 23.000 xe đã bán kia là 1,05 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí R&D, cũng thuê ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Thì có thể số tiền USD mà VinFast chuyển trả nhà cung cấp nước ngoài còn cao hơn cả 1 tỷ USD tác động nền kinh tế kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Thư ngõ gửi hai vị tiến sĩ ủng hộ xe VinFast Việt Nam không thể im lặng trước vụ bãi cỏ may Trung Quốc lại tiếp tục quậy phá tại Biển Đông Hình ảnh do Tuần Duyên Philippines cung cấp cho thấy Tàu hải cảnh của Trung Quốc chặn tàu Tuần Duyên Philippines ở gần bãi cỏ may Lực lượng vũ trang Philippines AFB và Cảnh sát biển Philippines BCG ngày 6 tháng 8 đã đồng thời ra tuyên bố lên án việc tàu hải cảnh Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu tuần duyên và tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 5 tháng 8. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Philippines cũng cho biết việc Trung Quốc thực thi trái phép các quyền thực thi pháp luật trên biển can thiệp vào một nhiệm vụ luân chuyển và tiếp tế hợp pháp của Philippines, bao gồm cả việc nước này sử dụng vòi rồng một cách hung hăng đối với các tàu của chúng tôi và bất kỳ hoạt động nào khác xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi đối với bảy cỏ mây đều là vi phạm luật pháp quốc tế. Lực lượng vũ trang Philippines nói rõ thêm, những chiếc tàu này đang vận chuyển thực phẩm, nước, nhiên liệu và các nguồn cung cấp khác cho quân đội của chúng tôi đóng quân trên tàu BRB Syria ở bãi cỏ mây. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi phía Philippines ra tuyên bố về sự kiện bãi cỏ mây ngày 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố lên án hành động của Trung Quốc tuyên bố cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu công vụ, máy bay và lực lượng vũ trang của Philippines, bao gồm cả tàu hải cảnh của nước này ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ theo Điều 4 của Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Philippines năm 1951. Nước Đức cũng ra tuyên bố ngay ngày 6 tháng 8 đại sứ quán đức lo ngại về các thao tác nguy hiểm và việc sử dụng vòi rồng của các tàu hải cảnh trung quốc chống lại sứ mệnh tiếp tế hợp pháp của philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của philippines trung quốc đã áp dụng chiến thuật cải bắp thông qua việc triển khai ba lớp gồm tàu hải cảnh tàu dân binh và tàu hải quân ở vòng ngoài trong hoạt động gây hấn này tuy nhiên họ vẫn giữ cho hoạt động của họ nằm ở ngưỡng vùng xám tức là chưa đến mức một cuộc tấn công vũ trang để có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines. Việc Trung Quốc lần này triển khai 6 tàu hải cảnh, 3 tàu hải quân và các tàu dân quân biển cho thấy đây là một chiến lược đã được lên kế hoạch và chuẩn bị trước của Trung Quốc. Điều này phù hợp với tuyên bố của hải cảnh Trung Quốc rằng họ đã nắm được thông tin về kế hoạch tiếp tế của Philippines. Hình ảnh tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc bám theo trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phía Philippines cũng có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt trận truyền thông khi liên tiếp cung cấp thông tin, hình ảnh và tổ chức họp báo để lên án hành vi hung hãn của Trung Quốc, thông qua đó thu hút được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận quốc tế. Sự kiện bãi cỏ mây ngày 5 tháng 8 diễn ra chỉ cách 4 ngày khi một cuộc biểu tình do khoảng 50 người Philippines tụ tập phản đối Việt Nam ngay trước cửa đại sứ quán Hà Nội tại Manila vào ngày 1 tháng 8. Ngày đó cũng là ngày ngoại trưởng Philippines thăm Việt Nam, tiền trạm cho chuyến thăm Việt Nam đầu năm tới của tổng thống Marcos. Cho đến nay Việt Nam vẫn giữ im lặng đối với sự kiện bãi cỏ mây ngày 5 tháng 8. Tuy nhiên Việt Nam không thể mãi im lặng trước sự kiện này, mặc dù Việt Nam và Philippines cùng yêu sách bãi cỏ mây. Vì thế, một mặt Việt Nam cần lên tiếng bảo vệ chủ quyền của mình, nhưng quan trọng hơn, Việt Nam cần phải thể hiện quan điểm của mình trước một hành vi hung hăng, hiếu chiến, bất chấp pháp luật quốc tế của Trung Quốc. Việt Nam phản đối hành động này của Trung Quốc đối với Philippines cũng có nghĩa là bảo vệ chính mình vì Trung Quốc đã sử dụng hành động tương tự với Việt Nam nhiều lần và có thể sẽ tiếp tục lặp lại các hành động này với Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, Việt Nam cũng cần phải tỏ rõ tinh thần đoàn kết đối với Philippines. Bài phân tích của tác giả Lê Đông Hải được đăng trên đại AFA ngày 10 tháng 8. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việt Nam không thể im lặng trước vụ bãi cỏ mây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d